Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng tham. Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân người, hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Hôm nay nài vàng uống suối mật ong, bên bờ hy vọng lúa đồng đầm bông. Hôm nay nho trên đồi cao, gió nam trở về với đàn bồ câu. Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân người, hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Khóm Huế trăng ngần xanh tốt lừng hương, hương nam thơm ngát đồi ly, mát na thâm nhuần sức mạnh gia vi. Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân người, hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Bên bờ hy vọng lúa đồng đầm bông. Hôm nay nho trên đồi cao, gió nam trở về với đàn bồ câu. Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân người, hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Hôm nay Chúa đem dân người lên núi xin Ngài làm cơn gió.
bên xa. Về đây con em ơi, con hạt cát đi đâu theo mưa dòng đời. Trời giông gió con hạt cát đi đâu bão cuốn tung mình mù, con hạt cát đi đâu xoay tinh trong điều hiu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Các em nhỏ luôn được mọi người yêu mến và đến gần vì vẻ hồn nhiên đơn sơ thật thà của các em. Nhận thấy điều này, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ hãy có tâm hồn trẻ thơ để được vào nước trời. Vậy tâm hồn trẻ thơ là tâm hồn như thế nào? Trước hết là một tâm hồn chân thật. Người xưa có câu: đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Điều này nói lên sự thành thật của các em nhỏ. Các em không biết nói dối, không tính toán trong lời nói và việc làm để có lợi cho bản thân. Nhưng trong hành trình sống, các em bị xã hội trừng phạt khi nói thật, sống thật và sống là chính mình. Từ những kinh nghiệm bị phạt đó, các em trở nên gian dối khi thành người lớn. Thứ đến là một tâm hồn không phân biệt. Một đứa trẻ nhà giàu có thể vui chơi hồn nhiên với một đứa trẻ nhà nghèo. Một đứa da trắng có thể nói chuyện vui vẻ với một đứa da đen. Chúng vui chơi một cách tự nhiên với nhau, nhưng khi người lớn can thiệp thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp. Đẳng cấp, màu da, sắc tộc, giai cấp lại là rào cản cho những gì là tự nhiên. Cuối cùng là một tâm hồn phó thác. Trẻ thơ cũng phó thác mọi sự trong vòng tay của bố mẹ. Chúng hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu,
sự che chở, sự bảo vệ của bố mẹ mình. Qua đây Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy trở lại với tâm hồn trẻ thơ mình từng có. Đó là một tâm hồn chân thật để có thể làm chứng cho sự thật. Một tâm hồn không phân biệt để có thể yêu thương hết mọi người. Và một tâm hồn phó thác để có thể cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính khi chúng ta trở về với tâm hồn trẻ thơ là khi ta nhận thấy cuộc sống này là một món quà, và lòng ta sẽ cảm thấy được an nhiên. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn mọi sự ở thế gian này với tâm hồn trẻ thơ, để có thể tận hưởng vẻ đẹp của thế giới, để có thể cảm được tình người, và đặc biệt để được vào nước Thiên Chúa. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn ơn cứu độ. Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình. Chúa dòng tình thứ tha, thập giá Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Dâng cha là đấng cao tôn và trí thánh, mau mình con cha đầy tấm linh hồn và thiên tinh, để đến những tội mình cùng với tội chúng sinh.
chết treo thấp hình đem ta về nguồn nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng đời con lao đao
nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình. Thank you.
vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong che lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có mẹ ủi an như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, trong tình người Maria Trinh Vương mến yêu mẹ ơi, con say sưa cùng đàn vương trầm lắng, Maria Trinh Vương mến yêu lòng con, xin giơ tay ban hồng ơn tràn con âu sầu, con ngước trông lên mẹ, xin mẹ ủi an. Từ nay về sau, trên đường đời nguy biến sẽ luôn có mẹ chở che. Như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên, ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tim.